bọn em đây bảo trì nhà Yến này nha mọi người. Phúc Tây Ngọc Diệp. Hello mọi người, nay mấy anh em đi bảo trì cắm này nữa nè. Bây giờ để em lên em quay ở trong cho mọi người coi ha. Anh này bọn em mới sửa. Hòa Bình, Bạc Liêu nha mọi người. Mọi người có kênh ủng hộ em bằng cách bấm like, bấm chuông nha. Bye bye mọi người. Tilico. Ngồi lên đi anh. Lên tới rồi. Này là UPS. UPS Nano. Đây là hai hộp cảm biến độ ẩm nha mọi người. Đây là 4 kem ly. Hai cái TA300 và dưới là hai cái TA600. Rồi, để em lên em quay cho mọi người thôi. Báo. Cái gì vậy? Ó đù. Ồ, có lý à. Được. Dàn lo này dàn lo em mới thay sau nha mọi người. Đây dàn lo cũ đây. Lo cũ đây. Dàn lo cũ là lo chữ nhật. Này. Ồ, đóng lên lo này luôn. Lo chữ nhật thì lo cũ này. Lo mới. Nhà này nó hơi ngộ nha. Nó đóng ở đường trường chứ nó không chịu đóng góc mà. Anh xịt thuốc không? Anh xịt dưới dưới sàn này nè. Nha, với lại là trên vách. Trên vách thì anh xịt từ cái nền này lên khoảng chừng 5-6 tấc thôi. Để sàn này hơi thấp. Đó. Trời ơi, lia đứng giữa anh lia xong vòng quanh cái là muốn hết mẹ anh phòng rồi. Trắng. Đổ trắng. Đóng lại lò luôn. Ở trong nhà ha. Đóng ở đường trường. Đường trường mà tổ trắng quá ha. Tổ trắng là cứ dọn đẹp vệ sinh thì sẽ là tổ trắng. Mới dọn xong được ít bữa giờ nó ba cái phôi con bỏ đen ăn phân. Mới này. Có lý không? Mới. Dòng phân là biết. Trong này là nóng luôn. Nhà vệ sinh cho mọi người. Đó. Cái cũ với cái mới là nhìn phát biết liền. Để sang phòng bên này.
Ồ, lý quá ta. Mới nè. Trắng, quá trắng. Mấy tổ này là mấy tổ cũ, già vàng hết. Cũ nè, mới nè. Rớt tổ luôn. Dây bò RB1122. Mọi người đi vào nhà yến hoặc là đi đi đồng, đi ruộng, đi săn, đi bắt ếch, bắt nhái gì, sắm cái đèn này là cực kỳ nha mọi người. Đèn nó rọi xa tới mấy trăm mét lắm. Gom lại, muốn cho nó gom thì nó gom, mà muốn cho nó xa thì nó xa. Đây cho nó xa này. Đây, xa nó xa tới mấy trăm mét, buổi tối rồi đó lắm nha mọi người. Đây này, hiệu nó này, mới này là trong khu vực của trường đảo nè. Lúc trước thì ngăn phòng làm tách rồi. Ồ, hai bên hai tổ. Nhà này lúc trước cũng có một cái lượng chim rồi mới nha mọi người, mà nó không phát triển rồi em mới xuống làm sửa chữa lại, đóng góc này. Những cái chỗ nào mà đi loa thì đóng góc này nha mọi người. Đó, góc này em đóng sau này, gỗ mới đen ti. Còn chỗ nào mà không có đi loa là không đóng góc. Đó, trước là cái tổ này tổ cũ này, tổ bên này vàng là tổ cũ này, vàng vàng trên. Sau đó làm thêm tổ bên này nữa. Quẹt. Đây cũng vậy nè. Tổ này là tổ mới, tổ cũ nè, còn tổ bên này tổ mới nè. Dòng là biết rồi. Này cũ nè. Mới nè. Mới nè. Đây là hai tổ, tổ này là gỡ. Tổ này là gỡ rồi, tổ này gỡ rồi thì không biết là chắc là nó dời lên đây. Một là của tổ bên này, hai là của tổ dưới này nó dời lên. Là cái dòng mà phân này là biết là cái tổ rồi. Cứ dòng phân là biết rồi. Này mới nè. Đó. Đó là lúc trước là cái tổ cũ của nó nằm đây thì để cái loa lại nha. Đổi lên loại xong rồi là từ cái chỗ cái điểm tựa này nó làm thêm cái tổ sau này nữa. Nói chung là cũng tạm ổn nha mọi người. Để em lên sàn trên em qua cho mọi người tham khảo ha. Chỗ này mà nó còn đóng, ở ngoài kia rộng rãi thoải mái, không không làm chui vô kẹt này, góc này làm. Này. Cái chỗ đảo lúc trước là có từ đây nè, từ cái chỗ cái thanh này qua bên phía bên dắt bên đó. Sau em mới thiết kế cho rộng ra cũng này luôn. À quên, trước đó từ đây chứ. Vậy từ đây, từ đây qua tới nhấp bên kia thì là một lỗ xuống bên đây, còn một lỗ thông tầng xuống bên đây, lỗ thông tầng xuống bên kia là của hai phòng đó.
đó, nó có cái thanh, có cái thanh ở giữa này này. Chạy với miếng cao su này vậy khó nhìn thấy phân đó mọi người. Xà máy thấp, đứng là muốn đụng đầu luôn. Nhà này là ngay thị trấn Hòa Bình, Bạc Liêu nha mọi người. Quầy thuốc tây, ở dưới là bán thuốc tây, còn trên thì là hai xà nín, có hai bên dít cũng làm nên một cái kẹt tác này, hai con ốc dít mới này. Cái bến này làm tổ mình khó nói được lắm, có những chỗ rộng thênh thang không chịu làm, chui vào trong kẹt trong góc tiếp tẹo teo làm ngay ba tổ luôn. Hai tổ ngõ luôn nha, không vô góc nha, làm đường trường luôn nha mọi người. Đây rồi, vô đây là đụng đầu rồi đó, mọi người thấy tổ không? Nè tổ này, để em kéo cái đèn pin cho nó. Nè tổ này, tổ này. Này tổ cũng khá này, thấp dữ lắm, thấp đi phải cúi ngồi không nè. Đó, tổ giờ phân này mọi người, đó phân đó, dòng phân là biết tổ rồi đúng không? Đây nóng, ở trong đây thấp quá nóng, nó ra ngoài này cao được chút. Thời điểm này là em đang cho phun sơn nó hơi ít cho nên là tổ nó hơi khô nha mọi người. Rồi ok mọi người, em kết thúc video đây nha. Tổ này làm thế chứ ghét thật chứ. Nó mỏng, nó mỏng dánh nè, mà nó chơi vơi mình mà ở đường trường nha. Rồi bye bye mọi người. Ủa quên, nó còn phòng bên này nữa. Ủa phòng bên này. À đi vào cầu thang bên kia. Quên. Đây, chỗ này nó hơi nhỏ nên là phải tạm dừng video. Ồ, có lý. Khu vực đảo này mà nó cũng ở cũng có lý. Wow, phòng tốt quá mọi người. Đó. Đó. Tổ này là nhìn là thấy là hấp dẫn rồi ha. Có đường trường không? Tổ A này. Đó. Này, góc phòng này này. Quá lý quá ta. Được, ổn. Đây. Đó. Trong kẹt này đó mọi người. Trong kẹt này nó ha. Đó. Kẹt này thì đi vô đây. Nên là mình khó hiểu nha. Thì cái đoạn này nè, lên từ cái tấm thành này lên tới đây cũng chừng 6 tấc. Thì nó có cái hẻm này thì vô đây bắt đầu là đóng gỗ này. Vậy mà đây này là khá này. Đó.
À, những chỗ mà nó lại kẹt này nó lại khoái ở nha. Ở nó kẹt trong hẻm mà nó lại khoái. Cho nên là nhiều cái là mình suy nghĩ bao là sao chỗ rộng rãi không làm chỗ mà lại khoái ở trong kẹt trong hẻm là vậy. Nó kín đáo. Rồi. Thôi, em xin dừng video ở đây nhé. Mọi người coi kênh ủng hộ em bằng cách bấm like, bấm chuông. Rồi cho em xin